Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu để trung tín. Lễ nghĩa liêm sĩ. Nhân ái hòa bình. Đức cảm mẹ con loài rắn. Võ Đức Chính là một thiếu niên thời nhà Nguyên, cảm động bởi thiền tâm của mẫu thân, nghiêm cẩn vâng theo lời mẹ, nên được loài rắn giúp đỡ, cảm thông với vạn vật. Thưa cha, con đã khôn lớn, sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, xin cha hãy yên lòng. Được rồi, chúng ta đi về thôi. Dạ. Hả? Có rắn. Đức Chính, đừng làm như vậy. Mẹ, con rắn nhỏ không hề có ý làm hại người, có thể chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Chúng ta dùng thiện tâm với người, cũng dùng thiện tâm với vạn vật nhé. Nhưng mà nếu như người khác đối với chúng ta không tốt thì sao? Con thấy bác trai cứ thúc mẹ tái giá, bác còn nói bác muốn quản lý tài sản của chúng ta, muốn con phải nghe lời của bác. Mẹ, mẹ sẽ không bỏ con chứ? Con còn nhỏ như vậy, mẹ sẽ không bỏ con đâu, vĩnh viễn không bao giờ. Nhưng mà bác, mẹ tin là chỉ cần dùng thiện tâm đối với người, sớm muộn sẽ cảm hóa được họ mà. Không lâu sau, cả nhà của người bác liên tục gặp các biến cố. Nhà tan người mất, chỉ còn lại ba đứa cháu nhỏ, Tô Thị vẫn đem về nuôi dưỡng. Thả em tôi ra, mau bỏ em trai tôi xuống, bỏ em trai tôi xuống, bỏ nó xuống. Mấy đứa không được đối xử với bà thím như vậy. Ông nội nói bà thím là người xấu, ba người chúng tôi mới là anh em ruột, sẽ không nghe lời của các người đâu. Bà thím là người xấu, các người nói bậy, mẹ ta là người lương thiện nhất, chú cũng xấu. Các cháu dám đối xử với ta như vậy sao? Dù sao ta cũng là chú họ của các cháu mà. Đức Chính, các cháu vẫn còn chưa quen với bà thím này, chúng ta quen thân rồi sẽ tốt thôi. Các cháu nhất thời chưa thể đón nhận chúng ta, điều này là có thể hiểu được. Dù sao các cháu ấy còn nhỏ, con là trưởng bối phải chăm sóc tốt cho các cháu mới được. Nhưng chúng nó đối với mẹ có thái độ như vậy quả thật là tức mà. Con đã quên lời mẹ nói rồi, phải đối xử tốt với người và vạn vật sao? Chỉ có tình thương mới có thể hóa giải lòng ngăn cách. Con đã hiểu rồi. Mẹ ơi, nhánh của cái cây kia rất thích hợp để ta làm củi. Được chính, chẳng phải chúng ta đang nhặt củi đây sao? Mẹ à, mọi người ai cũng đốn củi, chúng ta vì sao lại chỉ có thể nhặt củi thôi chứ? Đức Chính, con xem, như là con rắn nhỏ đó. Rừng là nơi trú ngụ của các động vật nhỏ, giống như mái nhà của nhân loại vậy. Con có bằng lòng để nhà của con bị người khác phá hoại không? Ồ, thưa mẹ, con đã hiểu rồi. Chúng ta hãy mau đi nhặt củi nào. Ba đứa trẻ ở nhà đang đợi chúng ta về làm cơm cho chúng ăn đó. Dạ. Wow, trong núi chơi vui quá. Cơm của bà thím làm quả thật ăn rất ngon. Sao anh không cảm thấy như vậy? Từ nay trở đi, ba người chúng ta phải đoàn kết, có biết không? Dạ, dạ.
ông nội đã nói, chúng ta lớn lên rồi phải khôi phục gia nghiệp. Chúng ta là trụ cột chính của nhà họ Võ. Anh ơi, thế nào là khôi phục gia nghiệp? Dù sao không nghe lời bọn người xấu đó mới là đúng. Dạ. Công phu lợi hại quá. Này các cháu nhỏ, trong núi có rất nhiều rắn, các cháu phải cẩn thận. Chú là cao thủ Võ Lâm phải không? Chú là người bắt rắn. Rắn rất là xảo quyệt, cho nên chú phải luyện công phu. Luyện công phu thật là thần kỳ. Chúng cháu cũng phải luyện công phu. Luyện công phu nào. Bọn nhỏ muốn làm hại những động vật nhỏ này, như vậy thật không tốt. Mau đuổi theo chúng. Dạ. Chúng ta luyện công phu cho tốt, lớn lên sẽ bảo vệ Võ gia. Đuổi bọn người xấu đi. Luyện công phu, luyện công phu. Mẹ à, bọn chúng thật là không hiểu chuyện gì cả, chỉ là lời nói ngây ngô của trẻ con mà thôi. Con không muốn lo cho chúng nữa. Trong rừng có rắn, nếu bọn nhỏ gặp nguy hiểm thì biết làm sao. Ồ, một con rắn nhỏ. Ha ha, thật vui quá. Mình sẽ đem nó về hù bà thím xấu xa đó. Thịnh Nhi, mau thả con rắn đó ra. Như vậy hai ngươi sẽ không còn chạy thoát được nữa. Xin đừng. Đừng bắt bọn chúng. Cầu xin ông hãy thả bọn chúng ra. Cô làm gì vậy? Con rắn mẹ là gì bảo vệ con rắn con? Tuyệt đối không có ý hại người. Xin ông đừng bắt bọn chúng. Nói nhảm. Không bắt rắn thì tôi lấy gì mà sống đây? Sanh kế có thể nghĩ cách mà. Nhưng dù cho thế nào cũng xin đừng giết hại sanh mạng. Cô nói gì vậy? Tôi là cứu các người, có biết không vậy? Không có tôi kịp thời chạy đến, mấy mẹ con các ngươi đã mất mạng rồi. Hai con rắn này là rắn độc. Rắn đâu rồi? Đều là do cô, rắn chạy rồi. Xin ông đừng đuổi theo, xin hãy tha cho mẹ con chúng. Đầu óc của cô có vấn đề rồi đó. Đại thúc, sao bác có thể nói như vậy chứ? Tôi đã nói như thế nào? Các ngươi đã đoạn kế sanh gia của tôi rồi. Đại ca, xin thứ lỗi. Nhưng tôi không cố ý. Nếu như đã gây nên sự bất tiện cho huynh, tôi đây có ít tiền, xem như bồi thường cho huynh vậy. Cô quả thật không giống như người bình thường. Tôi là người lớn, không thể lấy tiền của cô được. Đại ca, không phải tôi khác với người thường, mà là việc này quả thật có đạo lý mà. Có đạo lý gì? Bất kỳ động vật nhỏ nào cũng là sinh linh trong đầy tự nhiên. Chúng nó đều có linh tánh cả. Có linh tánh gì chứ? Bọn chúng chỉ là thứ súc sanh vô tri mà thôi. Không phải đâu đại ca. Quên xem, lúc này con rắn nhỏ nó bị bắt nạt. Rắn mẹ chẳng phải đã quên mình trường đến cứu đó sao? Đây chẳng phải là sự bảo vệ của bà mẹ dành đứa con sao? So với loài người chúng ta không phải là giống nhau đó sao? Tôi thấy cô thật là đa cảm quá mức rồi đó. Bản năng chạy trốn ai mà không có? Vốn là có bản năng như vậy. Giống như loài người chúng ta gặp nguy hiểm, chẳng phải cũng muốn chạy thoát thân sao? Chúng ta không thể từ lòng ta suy ra lòng chúng sao? Người và súc sanh suy bụng của nhau. Buồn cười. Người và động vật đều sinh sống nương tựa vào nhau. Không có động vật thì chúng ta sẽ như thế nào? Đúng vậy, không có rắn tôi sẽ không kiếm được tiền. Không phải như vậy đâu đại ca. Trâu có thể giúp chúng ta cày ruộng, chim có thể giúp chúng ta gửi thư. Rất nhiều động vật có thể làm khu rừng này làm thêm phong phú. Đồng thời cuộc sống của chúng ta cũng không thể tách rời khu vực này. Làm sao có thể nhẫn tâm đuổi cùng diệt tận bọn chúng được? Chỉ có yêu thương chúng thì cuộc sống của chúng ta mới càng tốt đẹp hơn. Cô, tôi nói không lại cô rồi.
Đại ca, tôi chỉ biết chỗ khó xử của huynh, nhưng mà huynh xem, công phu của huynh giỏi, sức khỏe cường tráng, nhất định có thể tìm cái sanh nhai khác tốt hơn. Tôi không muốn phí lời với cô, tôi đi đây. Động vật nhỏ cũng giống như cha mẹ trong loài người vậy, biết yêu thương con cái. Vì vậy chúng ta không nên làm hại các sinh linh nhỏ nhé. Dạ. Khuyên người đừng bắt chim non nhỏ, chim con trong tổ ngóng mẹ về. Nếu như làm hại động vật nhỏ, con của chúng sẽ không được cha mẹ mớm ăn mà chết đói. Nếu như làm hại con nhỏ thì cha mẹ của chúng sẽ đau đớn trong lòng. Cha mẹ và con cái đều nương tựa vào nhau, động vật và loài người chúng ta cũng đều như nhau. Các con đừng khóc nữa, con nhớ ông bà nội và cha mẹ. Đừng khóc nữa, các con đừng khóc, bà thím sẽ luôn yêu thương các con, bảo vệ các con, trở thành người thân nhất của các con, được không? Bà thím, thưa mẹ, con nghĩ con đã hiểu ý nghĩa lời mẹ nói rồi, phải đối xử tốt với con người và với động vật. Nhiều năm trôi qua, nhờ sự chăm sóc của mẹ con Tô Thị, Thịnh Nhi, Mậu Nhi và Sương Nhi dần dần lớn lên. Gặp lúc hạn hán, Tô Thị vì lao lực nhiều năm đã sanh bệnh. Bà thím ơi, Mậu Nhi đừng khóc, Mậu Nhi lớn rồi, bà thím già rồi, việc này là bình thường mà. Bà thím ơi, chú ơi, chúng ta vẫn chưa đào được nước, lại tìm không ra nước, mẹ không biết phải làm sao đây. Mẹ vì chúng ta vất vả, mệt nhọc sanh bệnh rồi, mà con thì vô dụng, con lại đi vào rừng đào nước à? Chỉ có nơi đó mới có nguồn nước, người trong thôn cũng đào được rất nhiều. Có được sự hiếu thuận của các con, mẹ đã hạnh phúc rồi. Mẹ không lo trời hạn, chỉ lo cho các con thôi. Mẹ, bà thím, mẹ đi rồi, các con sẽ ra sau đây. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Bà thím lương thiện như vậy, nhất định sẽ được ông trời giúp đỡ, sẽ tìm được nước mà. Đức Chính, con lớn tuổi nhất, lại là trưởng bối, ba đứa cháu đều giao cho con chăm sóc. Mẹ, mẹ đừng làm con sợ. Mẹ vẫn còn có lời này, muốn nghiêm túc nói với các con. Sau này các cháu lớn lên, đem gia sản chia thành bốn phần, ba phần chia cho ba cháu, để làm cơ sở gây dựng lại gia nghiệp của ông nội. Bà thím ơi, chúng con không cần đâu, chúng con vĩnh viễn sẽ sống cùng với chú. Chúng ta đừng chia nhà, chúng ta là người một nhà mà. Di nguyện của ông nội, các con nhất định phải hoàn thành. Mẹ yên tâm, con nhất định làm được. Hãy đồng ý với mẹ thêm điều cuối cùng này nữa, đừng về trong rừng đào nước nữa. Thứ mẹ muốn nhất không phải là nước. Phá hoại cây cối trong rừng thì sanh linh không thể sanh tồn. Nhìn những cái đốm trên người nó, không lẽ là con rắn nhỏ trước đây sao? Người quả thật là con rắn nhỏ trước đây sao? Cảm ơn người đến thăm ta. Đứng lại, thật là quan gia ngõ hẹp mà, khiến ta gặp phải ngươi nữa. Đừng hoảng sợ, tôi sẽ bắt nó. Ngừng tay. Cậu, bác chính là người bắt rắn năm xưa đó sao? Bác còn nhớ mẹ con người cứu rắn năm đó không? Cậu là con trai của bà ấy à? Còn các cháu đây là ba đứa nhỏ năm xưa. Bà đây là... Hèn gì tôi trên đường mà lại gặp rắn. Quá ra là nó chạy đến chỗ này của các ngươi. Không ngờ bao nhiêu năm rồi mà bác vẫn còn đi bắt rắn. À, ta cũng không ngờ rằng còn gặp lại con rắn này với các ngươi. Thật duyên phần sâu đậm hả? Hả? Là để nó chạy mất rồi. Bác à, bác có biết con rắn đó đến nhà cháu là vì sao không? Là đến thăm mẹ cháu đó. Đến thăm mấy ngươi?
xin bác hãy đừng cứ mê muội như vậy. Vạn vật trong thế gian đều có linh tính, xin ông đừng bắt rắn nữa. Thôi được rồi. Thấy mẹ của anh bệnh tình như vậy, ta cũng không tính sổ với con rắn đó làm gì nữa. Bác à, yên tâm đi, ta nói không bắt là không bắt nữa mà. Người trong thôn đang đào nước, hiện giờ tìm nước uống là việc trước tiên phải làm. Thưa mẹ, chi bằng để con ra ngoài gánh nước về à? Mẹ bệnh không thể không có nước uống được. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, xem mẹ ra đi rất là hạnh phúc. Đám tang của mẹ không thể không có nước, chúng ta phải mang được nước về. Dạ. Rắn à, sao lại là ngươi? Rắn nè, ý của ngươi có phải biết chỗ nào có nước không? Ồ, đúng rồi, các cháu mau đi tìm bác bắt rắn đến đây. Chúng ta cùng nhau tìm nước với con rắn, để bác ấy không đào phá núi nữa. Dạ được. Súc sanh vẫn là súc sanh, làm sao có thể giúp người được chứ. Bác à, chúng cũng là sanh linh mà, không phải súc sanh đâu. Chúng có trí huệ của chúng mà. Thôi đừng mù quáng mà trễ nải công việc nữa, hãy mau chia ra theo từng gốc cây mà đào nước đi. Chú ơi, chú định làm gì vậy? Chú đi lấp đất trong hố lại. Sao còn lại đi lấp đất trong hố lại? Mẹ cháu cả đời đều dạy cháu rằng phải đối xử tốt với vạn vật. Những gốc cây đều bị tróc ra như vậy, nếu không kịp thời bảo vệ thì cây sẽ bị chết. Chú nói đúng đó, chúng ta đi lấp đất lại đi. Hố đã lấp đất rồi, chúng ta đi đâu đào nước đây? Chúng ta đi xuống núi, đến nơi mà không có cây cối. Hey, cậu định leo cây bắt cá hay sao vậy? Bác à, bác tuổi đã cao, hãy nghỉ đi à. Cháu phải dâng theo lời mẹ của cháu vậy. Yêu thương sinh mạng, cháu rất vui lòng. Cho dù không đào thấy nước, cháu cũng không hối hận. Đại ca nhị ca, một chút ẩm ướt trên đất cũng không hề có. Ngươi là con rắn mẹ năm xưa đấy mà. Hóa ra là các ngươi từ dưới đất đào ngược trở lên, muốn chỉ cho ta đường để đi đào. Cảm ơn các ngươi. Chúng ta có nước rồi. Chúng ta có nước rồi.
Hai mẹ con ngươi đến thăm mẹ ta phải không? Cảm ơn các ngươi. Thưa mẹ, mẹ con nhà Rắn thật sự đã giúp chúng con. Cho những tang lễ của mẹ có nước để dùng, mà ngay cả làng cũng đều có nước uống. Con nhất định tiếp tục làm theo di nguyện của mẹ, đối xử tốt với người và vạn vật. Chúng con cũng vậy. Võ phu nhân, lòng từ bi của bà thật khiến người cảm động. Con cháu của bà thật chí thiện chí hiếu, cảm thông đến vạn vật. Tôi sẽ nghe lời theo bà, từ đây về sau sẽ không bắt rắn nữa. Hành hiếu của đức chính không những cứu nguy cho nhà mình, mà còn đem phúc trạch đến cho cả làng. Đúng là nhà tích thiện, ắt có nhiều niềm vui. Sự hiếu thuận của anh không chỉ về mặt vật chất, mà còn dưỡng tâm của cha mẹ, dưỡng chí của cha mẹ. Đồng thời còn nhắc nhở chúng ta rằng vạn vật hữu linh, sanh mạng là bình đẳng. Hãy đối xử tốt với hết thảy sanh mạng, tôn trọng sanh mạng. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Liên Tú cư sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.